các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần 2 trong cái loạt bài nhập môn metan, bài số 1 metan rip 01. Cũng như lần trước, để chơi được bài tập này thì chúng ta sẽ phải hạ dây số 6, dây mi xuống rê, và đây gọi là drop D tuning, gồm cả các dây là chủ yếu các riff metan chúng ta sẽ chơi trong 3 dây 6, 5, 4. Và ở bài tập này chúng ta chỉ chơi trên dây số 6, duy nhất một dây. Ở bài tập trước chúng ta đã đánh câu sau. Ở phần 2 này chúng ta sẽ bắt đầu ở ngăn số 16. Chúng ta sẽ chơi 3 nốt và nốt thứ 4 sẽ là dây buông, nghĩa là ngăn số 16, và 3 nốt đầu chúng ta sẽ palm mute. Chúng ta sẽ chơi ngăn số 6. Kết hợp mà câu của bài tập của phần 1 với phần 2, chúng ta sẽ có câu sau. Mình sẽ đánh chậm lại. Vẫn sử dụng cách gầy underpicking, down, up, down, up, và cố gắng chúng ta sẽ nhấn rõ vào khi cái cú up cuối cùng nó dễ buồn. Ở vị trí số 16 này, chúng ta có thể bấm ngón 3 hoặc ngón 4 tùy khả năng của mỗi người. Nào, tôi sẽ đánh lại câu này. Chúc các bạn luyện tập chăm chỉ và hẹn gặp lại các bạn trong bài tập tiếp theo.